Rồi, xin chào tất cả anh em nha. Thì nhân cái dịp mà chuẩn bị hết năm đó thì bên kho có hự gửi cho em cái lô hàng để khuyến mãi, chương trình khuyến mãi ưu đãi với các anh em với mức giá rất là mềm luôn ha. Đó, thì đầu tiên đây là cái dũa ha, dũa. Là cái dũa cưa. À, dũa cưa. Cái dũa này á thì lúc trước là 100 ngàn một cây, bây giờ có 80 ngàn thôi. Ừ, 80 ngàn. Đó, thì đặc biệt ha. À, vẫn cho anh em kiểm tra hàng, test hàng trước khi thanh toán nha. À, và em sẽ bao ship đơn hàng nào 500 ngàn. À, dưới 500 ngàn thì anh em sẽ phụ em 30 ngàn tiền phí ship ha. Rồi, tiếp theo nữa cây cặp tròn. Cây cặp tròn này lúc trước em giao lưu rất là nhiều, rất là chạy luôn. Thì lúc trước cái giá là 390, nay còn có 370 thôi. Ừ, 370 ha. Đó, chiều dài là 21 phân, răng rất là khít luôn. Đó, răng rất là khít ha. 370 không có kiếm ở đâu có nha anh em. Bảo đảm anh em luôn. Không có ở đâu mà có cái giá này đâu, thời điểm này. Đó, anh em thấy không? Ừ. Cái này chiều dài là 21 phân nha anh em. Ừ. Đây. Răng cỏ nó rất là sắc nét ha và sát với nhau. Rồi à, cây này chỉ có 370 thôi. Tiếp theo nữa là cái cây cặp xéo đa năng nha anh em. Này nó đóng vai trò cũng như là một cây cặp xéo và cũng như đóng vai trò như một cây cặp tròn luôn. À, vừa cắt ở những vị trí khó cắt. À, vừa là xử lý sẹo. À, nhưng mà nó xử lý ở những mặt sẹo lớn á, thì nó không bằng cây cặp tròn nha. Rồi cây này lúc trước là 401 thì nay giảm 20.000 là còn 390 nha anh em, 390. Đó, chỉ có 390 thôi. À, rất là rẻ nha anh em. Thì sau dịch nè, cái giá cái cây cái mặt hàng nào nó cũng lên hết anh em. Nhưng mà đợt này khuyến mãi anh em, khuyến mãi giảm giá. Ừ. Rồi. Tiếp theo nữa là kéo. À, kéo. Đây là cái kéo mà kéo Nhật. Thì cái loại này em bán rất là chạy nha anh em. Chạy lắm. Nhiều anh em mua. Ừ. Xài rất là đã, ok nha anh em. Em xài một cây mà em xài hoài cũng thấy hư luôn anh em. Cái này cho anh em cắt nhôm thoải mái nha. À, đối với anh em nào mà hay xử lý phôi á, cắt rẻ nhiều á thì anh em nên chọn loại này. Ừ. Này đợt trước á là 300 xin lỗi 180 một cây nha. Đợt này giảm giá còn có 160 thôi. À, 160 một cây nha. Anh em nhanh tay nha. Ừ. Cái lô này thôi nha anh em, không còn đâu. Có thể là qua cái đợt Noel này á, có thể nó lên rất là cao. Những cái mặt hàng kéo cưa luôn, nó lên rất là cao anh em. Do cái dịch đó, cái việc mà cái này là những cái hàng mà nó còn lại nha anh em. Sau dịch, sau dịch đó, nên những cái lô mới nó sản xuất ra chưa kịp anh em. Nên nó lên giá do dịch đó. Rồi tiếp theo nữa là cái kéo đập nguyên khối nè. Thì đối với cái dòng này á thì hồi lúc giờ em cũng đã giao lưu với cái giá chào hàng khuyến mãi anh em. Thì cái giá rất là mềm. Cái giá này thì anh em mua ở những cửa hàng lớn á, thì mới có cái giá này ha. Cái giá này thì đối với cái loại này á thì em sẽ giao lưu theo cặp. À, đây có một cái lò xo sơ cua ha. À, em sẽ giới thiệu một cặp cho anh em luôn. Cái đây là dòng kéo kéo thép đúc nguyên khối nha anh em. Cái này chiều dài nó tới 21 phân lận. Anh em nhìn thấy chốt khóa không? À, rất là chắc chắn ha. À, hàng Nhật xịn nè. Cao cấp. Không phải cao cấp lắm nhưng mà thể hiện cái đẳng cấp này. À, nó bóng loáng ha. Siêu bén anh em, bén cực kỳ bén. Cắt vải như cắt giấy luôn.
Dưa kéo cắt vải luôn anh em. Mà cắt cành thì khỏi nói rồi. Chất thép là chất thép mà gọi là nó đập nguyên khối anh em, nó luyện ghê gớm. Anh em nó nhìn thấy không? Rất là sắc nét. Kéo rất là êm anh em. Đó. Hàng Nhật ha. Hàng xịn luôn, xịn sò luôn. Đó. Thì đối với cái kéo đó thì em sẽ giao lưu chung với lại cái kéo tỉa, nó thành một cặp. Đó. Thì đó là 750, em sẽ bao phí ship. 750 một cặp. Một cái kéo cắt cành đập nguyên khối, hàng Nhật xịn luôn. Với lại một cây kéo tỉa cũng là hàng đập nguyên khối luôn anh em, cũng hàng xịn luôn, xịn sò luôn. Đó, thì cây này với chiều dài là 18 phân anh em, 18 phân. Đó, mặt Isaban đập nguyên khối luôn. Đó, cái phần lưỡi kéo anh em. Đó, lưỡi kéo rất là dày. Cái này anh em bảo hành trọn đời luôn. Đó, bảo hành trọn đời luôn. Nên ha, trừ khi rớt hoặc là anh em dùng anh em vặn anh gì nó mới hư nổi thôi. Đó thì một cặp này là 750 nha, em sẽ bao phí ship. Bao phí ship 750. Này nhiều anh em hỏi em không có hàng giao giao anh em. Rồi tiếp theo nữa là cái kìm cắt dây nhôm. À, cái kìm cắt dây nhôm này á, là cái hiệu Nhật, sản phẩm của Nhật nha anh em. Đó. Kéo này, kéo về thì cũng tương đối nhiều này. Nhưng mà không đủ anh em ơi, không đủ dao, này mới về luôn anh em. Giờ chứ mới về là các em có đã có đơn trước rồi đó. À, chút em gửi thêm mấy đơn nữa. Rồi, đây là cái kìm cắt dây nhôm anh em ạ. À. Cái này hiệu Kabushi, cái hiệu này rất nổi tiếng ha. Chuyên sản xuất cái dòng kéo kìm và lưỡi cắt là chủ yếu nè. Thương hiệu của Nhật, Kabushi. Đó, kìm thì kìm cắt dây nhôm nha nè, dài 16 phân. Cái tác dụng của cái kìm này á là anh em dùng để anh em uống dây nhôm nè, rồi anh em cắt những cái dây nhôm mà nó bị quấn vô trong cành á, nên anh em muốn lấy nó ra thì anh em bấm bấm bỏ. Này anh em rất là sát nha anh em có thể là dùng để bấm dây cũng được, nó cũng đứt luôn anh em. Rất là sát và bén lắm anh em ơi. À, anh em cắt dây nhôm 6 ly 7 ly anh em cắt vô tư nha. Rồi cây này đợt này chỉ có còn có 80.000 thôi, 80.000 một cây. Giá mềm luôn ha, rất là mềm luôn. Rồi tiếp theo nữa em sẽ giới thiệu anh em là cái dòng cưa. Cưa thì cái đây cái dòng cưa Đài Loan anh em, cưa Đài Loan Made in Taiwan. Đó. Cái dòng cưa là dòng cưa mịn. Đó. Và cái lưỡi chất thép là SK4 anh em. Đó. Chiều dài là 16 phân. Dòng cưa Đài Loan xịn nha anh em. Cưa rất là đã, anh em cầm vô cái cưa anh em cưa là bảo đảm xứng đáng cái đồng tiền anh em ưng liền. Cái lưỡi này anh em thấy không? Rất là dẻo và đàn hồi rất là tốt. Cái cưa mà cái đàn hồi tốt thì cái chất thép nó mới tốt được. Anh em đi chọn ở đâu cũng vậy nha. Thì cái cưa Đài Loan đó đó thì cái giá là giao lưu là 140 anh em, lúc trước là 160, bây giờ giảm còn 140 thôi. Rồi tiếp theo nữa là cái cưa Hàn Quốc. Cái cưa này á em bán rất là chạy luôn. Đó, chiều dài là 25 phân. Cái cưa này cái dòng cưa mà cưa để những cưa những cành lớn anh em. À, như cổ trưng là anh em cưa thoải mái nha. Cái răng cỏ của nó rất là ghê gớm anh em. Nó luyện ở một cái chất thép khác. Nhìn nó sắc nét mà màu khác anh em thấy không? Nó có cái cán màu cam nè. Anh em lỡ để quên ngoài vườn anh em tìm nó dễ. Rồi cái cưa Hàn Quốc này lúc trước giá vô lưu là 250 anh em, 250 có lúc 240. Thì đợt này giảm còn 220 ha. Tiếp theo nữa là dao ghép này hiệu nổi tiếng anh em, Quatashi. Anh em có coi những clip mà ở bên Nhật người ta ghép cây á, người ta xài loại này. Cây này lúc trước là 220, bây giờ còn 200 nha.
Ngoài ra thì đợt này em giao lưu anh em đục nha. Thứ nhất là cái hàng đục mà đục về dạng đục đục đồng này. Nó hơi mo một chút vậy nè. Này hàng giữ nha anh em, 3 phân 4 phân cũng có. Này thì 60 ngàn một cây. Còn ngoài ra thì có cái đục dẹp. Dẹp nó hơi mo lại một tí vậy nè. Đó. Hơi cong là hai bên lại một tí vậy đó. Thì cái loại này thì 50 ngàn một cây. Còn cái này là 60 ngàn ha. Loại này 60 ngàn. Đó. Ngoài ra thì em có cả là đục đục đọng. Đục đọng thì nó dài hơn. Đục móng. Đây đục đọng nè, nó dài hơn nè. Dài hơn chút để nó nằm thọc sâu á. Đục. Ngoài ra có đục móng. Đục móng thì anh em này anh em khuyết. Khoét. Chủ yếu là khoét chính ha. Nếu anh em hợp cả với cái mẫu nào thì anh em gọi điện hoặc nhắn tin qua số điện thoại em để trên màn hình nha. Xin chào, hẹn gặp lại.